Xin chào cả nhà. Bữa nay á, Tiền sẽ nấu món canh bắp cải nấu với cá thác lát, với lại cá mó. Hôm qua mình đi chợ, cái mình mua đồ gì mình nấu cháo. Cái mình đi ngang cái bà đó bên này, mình mua cái con cá mó mình cũng thích ăn nữa, ngoài chợ cũng ít khi nào bán. Mà lúc mà mình đi chợ chắc cũng lúc đó chắc cũng 9 giờ ạ. Cái bả này mình mua mà mình thấy cá mó nó còn tươi lắm, con cá nó còn tươi xanh nè, cho nên là mình mới mua. Rồi xong rồi cái bữa nay mình lấy ra mình làm ăn luôn. Hồi sáng đi mua cái này chắc nửa ký, này chắc nửa ký cá thác lát. Mình mua người ta nạo sẵn, rồi người ta có bỏ hành ở trong đây luôn. Cái này là tại vì mình mua về cái mình sợ mình lấy cá con cá mó ra mình xả đông á, cái mình sợ để ở ngoài nó nóng quá, nó không còn ngon nữa, nên mình để tủ lạnh, cho nên là nó đông đông là gì nè. Mình để ngăn mát á, cái nó có miếng mỡ, cái rong mỡ là gì nè. Miếng hạt nêm, một miếng muối, như miếng dầu ăn. Trộn lên mình ấy cho nó đều cái hạt nêm mình mới để vô cái đã, để nó chỗ mặn chỗ lạt. Cá này mình không có trộn với thịt, mình để gì mình nấu luôn, mình để gì mình nấu canh luôn, chứ mình không có trộn với thịt hay sai nha. Mình quết cá nè. Mình bình thường người ta quết, người ta lấy trà đậm tiêu rồi này kia sao quết, còn mình thôi mình lấy cái tay nè, mình quết nè, mình nghĩ vậy chứ nó cũng dai á. Cái này mình trộn xong rồi nè, bây giờ mình tách bắp cải ra. Cái bắp cải này hồi nãy mình mua á là người ta kêu là bắp cải tim, chắc là nó có hình trái tim, giống giống hình trái tim ha. Ta kêu bằng bắp cải tim. Mình cắt cái bắp cải này ra, mình cắt cái lá bắp cải này ra, cái xong rồi cái mình bỏ cái nhân cá thác lát vô đây, mình gói nó lại. Mà sáng mình muốn tính mua bắp cải kia kìa, không muốn tính mua bắp cải này, mà sao thấy cái bắp cải này cái lá nó lão quá nè. Mua gì ăn thử coi nó ngon không. Cái này á, chắc là họ mình phải nhúng nước á, mình trụng qua nước sôi á cho nó héo cái lá, mình mới dễ gói nó. Chứ không hôi á là nó bị giòn á, gói nó bể hết luôn á. Nó giòn thiệt luôn á. Nó được tét tét, khó gỡ với ta chết rồi. Cái này nó bị bao, nó bao lại nè, gỡ tét hết trơn. À mình có cách rồi, đi nè, mình cắt gì nè, cắt ngay cái sống của nó nè. Tại vì hồi dù gì mình cũng phải bỏ cái sống của nó à, thì cái sống của nó cứng lắm, mình không có cuốn được. Trái tim cô anh đã tròn với ông xa trong lòng.
mình cắt cái lá hành này nè để chút xíu á, cái mình gói với cục cải lại, cái mình cột cái cục cải bằng cọng dây hành. Cái bọ này giờ nó ăn dừa luôn. Dạ, mình mấy cái cọng cải, mấy cái sống cải hồi nãy nè, mình cắt ra, mình đem cho mấy con bọ nè, nó khá dữ lắm luôn á. Nè coi nè, nó đánh hơi nè, nó hơi ra tới rồi nè. Nè coi nè, té. Coi. Thấy người ta ăn nè. Coi miệng nó ăn dễ thương ghê không? Cái kia đây. Dễ thương nha. Con nào cũng dễ thương á. Ở bên kia thì mấy con bọ nhỏ nó chưa đánh hơi được để thải. Nè, luồn qua cái cho mấy con bọ nhỏ nó ăn. Nè. Ăn cỏ nè. Khỏe nè con. Nó lòi lại. Gì? Cây đâu? Cây này đâu vậy? Nó lòi lại kìa. Cây này đâu? Dễ thương quá ha. Ê gớt từ 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 gớt kìa. Con còn nhát lắm. Cái con này dễ thương nè, cái con này có sái nè. Như gạo gạo thấy hẹp vậy á. Đừng ăn lá nữa, ăn này đi. Hết rồi. Trời ơi, nó làm gớt hết cây dưới rồi kìa. Nó cắn cái tay mình cũng đau lắm á, cái răng nó bén á. Cù má mà. Ăn thịt chắc ngon. Thịt chắc ngon ha, thịt chắc ngon như thịt thỏ vậy. Cái nó tay cụp kìa. Lỗ tay nó cụp kìa. Chán rồi gì ta. Ê con có bầu hay bụng cho bá à? Không biết nữa. Mập á, ta mập á. Nè, con này nè, con này bò sữa nè. Nửa bên đen, nửa bên trắng nè, thấy không? Nửa này đen nè, nửa bên kia trắng tươi vậy. Mình có cái sái được ha. Từ gì đâu á. Ở bụng đó nè. Ui, cái vúng. Ủa, bỏ có hai cái vúng à. Nè, mấy con cá mớ hôm qua mình mua nè. Mình mua, mình để tủ lạnh, mình để ngăn đông. Tới nay mình xả đông ra. Mà nó vẫn còn tươi luôn. Tại vì biết sao không? Con cá mó này là nó ở dưới biển. Mà khi mà nó còn tươi á, là nhìn cái thịt nó còn xanh lè vậy nè. Nó xanh mà nó trong á, nhìn là biết nó tươi liền luôn. Còn nếu mà nó không tươi á, là cái thịt nó nục ngừ. Rồi, ấy dạ. Giờ mình khứa hơi hơi vậy nè. Xong rồi mình cũng ướp xả, mình cũng ướp mình chiên xả luôn. Tại vì cá mó này chỉ có chiên xả là ngon thôi à. Chiên xả rất là ngon nhất. Mình thắt nó cũng xả xong rồi mình mặn lại, mình ướp cá nè. Ủa
mình ướp bằng muối ớt chứ mình không có ướp bằng muối thường. Nước lên mình luộc cái mình trụng sơ cái bắp cải cho nó mềm á, rồi xong mà mình mới gói. Nước của mình nó nóng rồi nè, mình không cần cho nó sôi, nó nóng là được rồi. Mở vô cho nó héo như nè, đàn hồi mình gói mình xếp lại mới được, để hôm nay nó bị gãy hết trơn à, mình không có xếp lại được. Mình cháy tỏi để mình nấu canh nè, mình cháy xong cái mình bắt nồi nước lên mình để đó. Ủa vậy mình để đây chứ không phải mình để đó. Xong rồi cái mình lại đằng đẵng mình gói mình gói thịt, là mình gói xong là chắc nước cũng vừa sôi là mình lại đổ vô luôn á. Cái gỗ rau của mình nãy mình trộn xong nè, nó xanh lè đẹp thấy ghê luôn á. Giờ mình gói thử cái mình gói được không. Mình cũng mới học thôi chứ cũng chưa có biết là thành công hay không nha, nhưng mà cái gì mình cũng phải thử mới biết được đó. Cái mình về ở trên Sài Gòn á, ở trên chợ Tân Định Sài Gòn á, ở trên đó người ta bán đồ ngon, nhưng mà đồ đó là đặc biệt là mắc lắm. Nói chung là mắc nhưng mà nó chất lượng chứ không phải là mắc không, giống như là hàng tiễn á. Mình muốn mua, ví dụ như mình muốn ở chợ mình ở đây phải không, mình muốn mua đuôi heo thì mình lại một cái sạp đó, thì cái sạp đó bữa đó người ta bằng hai con heo thì người ta có hai cái đuôi phải không. Còn ở trên chợ Tân Định ở Sài Gòn á, tại vì hồi đó mình ở trên trải mình đi học á, là một ví dụ như một cái sạp á, cái quầy đó người ta bán đuôi heo, người ta bán đuôi heo không vậy đó. Còn ở chỗ mà người ta bán đầu heo, có người ta bán đầu heo không, đa số là vậy á. Người bán hàng ngon lắm. Cái mình cũng thấy người ta bán cái này nè, người ta cũng gói sẵn giống vậy nè. Cái người ta bán cục, người ta bán không biết nhiêu cục mình không nhớ nữa đó. Đẹp chưa, bó cho anh chút xíu. Không, đổi lại. Đây này. Trưa là nhà mình là gà nó hay kêu lắm, tại vì gà nó hay đẻ buổi trưa á, mà nhà mình nhiều gà lắm nuôi để dành ăn á, nên là ngày nào cũng có tiếng gà hết trơn. Này xong rồi, hồi mình ăn á, mình vừa được ăn cải, mình vừa được ăn cá, mà mình vừa được ăn hành luôn nè, hành nguyên sợi. Cái cải mình trụng xong thì mình dễ cuốn hơn là mình chưa trụng nó cứng cọng cứng cống là mình không có cuộn được.
mà sáng rồi lúc muốn tính mua cải kia á, mà mình nhìn tới nhìn luôn mình thấy có cải này nè, mình nghĩ là chắc cái lá của nó mỏng, cho nên nó là cái lá của nó mỏng á thì mình dễ cuốn hơn, nên là với lại nó lạ nữa cho nên mình mới mua nè, chứ không mà mình cũng mua cái bắp cải kia rồi, cải Đà Lạt á. Thì đứt cái đuôi. Cái nước của mình sôi giờ này, giờ mình bỏ bắp cải vô. Cái này bỏ, này cái này á, cá này là nhanh chín lắm, cho nên là không có, mình không có cần hầm lâu, mình bỏ vô vậy mình nêm nếm, mình đợi chừng không tới 10 phút là mình nhấc xuống được rồi. Đẹp quá ha. Giờ mình nêm vô cái nước canh luôn. Mình nêm một chút xíu, cũng một chút xíu hạt nêm, cũng miếng muối vậy thôi chứ mình không có nêm gì nhiều á. Không phải tên của con giống trà đó thì sao? Không nhớ nữa. Không mà niềng răng xong mới thấy giống, còn cái lúc mà còn hàm răng kia không có thấy giống. Giờ không nhớ hồi ổng kêu sao luôn. Hỏi mẹ mới biết. Lên coi hệt là biết rồi. Hỏi mẹ nhớ. Đi Trang. Đi Trang cá. Quế anh nó cũng giống mồi của Dượng Sáu á, thầy ba cũng giống hổng vậy. Vậy mà con giống ai? Trang có tiện giống mà. Giống mẹ Sơn. Ba nhiều quá. Giống mẹ Sơn cơ. Con mẹ Sơn mà. Tiện giống mà. Tiện giống nhất. Mình còn một cục chả nè. Giờ mình bỏ cục chả vô mình chiên. Mình xong rồi mình bắt đầu mình chiên cá. Chiên cục chả ăn cơm luôn. Ném nó ra. Cho nó dẹp dẹp gì nè. Mình để vô, hồi nãy mình ép nó ra. Đặng mình ném vô mà mình ném nó ra rồi múc không được thì giờ vô chảo mình ép nó ra. Đó mình thấm dầu mình ép nè. Hôm bữa hôm qua nó bị phỏng mặt. Hôm qua bị phỏng cụm mặt giờ còn nữa. Mình hết dầu ăn rồi mình chế thêm miếng mỡ vô. Mình chiên mẹ thích ăn gà, mẹ thích chờ chiên nó vừa chín tới á. Mẹ không có thích giòn, mình thì thích giòn nhưng mà mẹ thì không thích giòn, cho nên thôi mình thôi mình theo ý mẹ. Tại vì bữa nay mình mua có mấy con à, nếu mà mình chia đôi ra bên giòn bên không giòn thì nó không đủ ăn, nên thôi mình chiên theo mẹ. Mẹ thích ăn gì nè, nó vừa mềm mà nó vừa còn thịt, còn kia thì nó thịt nó khô á, nó khô lại á mà nó giòn, cái nào cũng ngon. Cá này là ăn ngon lắm, hình như là mình thấy ai cũng biết ăn cái này, giờ ai cũng thích ăn cái này. Cơm của mình xong rồi nè, đói bụng quá à. Xin mời cả nhà nha. Ơ muốn xỉu luôn. Xin mời ông bà, cô chú, anh chị mình ăn cơm. Đói bụng quá. Cái chả cá hồi nãy còn dư mình chiên á. Cái xin mời ông bà, mình cắt ha, cùng ăn cơm. Mình chiên xong cái mình cắt nhỏ ra. Hồi nãy á, cái chả cá mình không có để tiêu. Tại vì mình không thích ăn tiêu. Đói lắm, đói thì giờ Trang nước mắm ăn cơm xong cũng được nữa.
Ăn đi sao? Ăn thử cái canh thịt ngấu thử nè. Xin mời cả nhà nha. Dạ, cá hắc lát chiên. Mình không có không có trộn gì, chỉ có chả cá thôi. Nó lớn. Dai quá xì. Dai mà thơm. Thơm không thôi bạn, vừa ăn à? Vừa ăn. Ăn cá lưỡi tàu đi. Cá lưỡi tàu rồi, cá lưỡi tàu. Cá lưỡi mèo. Cá mó. Cá mó, giờ thì... Cá lưỡi tàu khác cá lưỡi mèo sao cả. Cá mình thích đây. Ngon lắm. Khoái này khoái ăn cá hượng tiền thì khoái cá lưỡi tàu. Khoái mẹ khoái cá lưỡi tàu. Cá lưỡi mèo. Cá mó gì vậy? Cá mó á. Thì cá lưỡi mèo á. Hỏi không biết. Người ta cũng gọi là cá lưỡi mèo á. Không tin bữa nào đi chợ đi hỏi cá này phải cá lưỡi mèo không? Chưa nghe bao giờ luôn á. Ừ. Ăn thử cục này. Nhưng mà thật con cá này ăn giống... À, giống con cá đầu đù á. Đây, cục bự này xem. Con nó ngon, con này ngon mà. Nè, đi chợ khó gặp lắm. Tại vì lâu lâu mới có. Người ta nói cá này dưới biển Bali á. Tại vì bữa bà đó bà bán tiền á, bà nói vậy á. Ở thành phố không con à. Ý là người ta nói mới đem dưới biển Bali lên. Ăn thử cục này. Không à. Vừa ăn ngon béo nha. Ngon thơm. Có điều là cái này nó dai, cái này thì nó không chịu đập. Có nó chưa đập có mà ít bữa hải nó hay là ha, dai dai còn hơn là cái gì nữa. Dì Hương nhớ đợt trước không dì nhắc luôn quăng á. Quăng hả? Bóc quăng á, lấy tay đập bóc trội nó, bóc trội á. Nó chơi tà na ba lần á. Bóc được, bóc được. Nêm cho nó được. Ảnh đeo tay á, xong rồi từ lấy tay nghe đây nè. Đấm 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 vậy nè. Mẹ về. Ăn cái món canh này á. Bình thường á là mình nghe mùi cá hắc lát mình sẽ nghĩ tới cái tái khổ qua, nhưng mà này mình ăn cá hắc lát, ăn cá hắc lát mà ăn với bắp cải nó lạ lạ mắc cười lắm. Con cá càng ngon á. Ăn tiếng là này em cũng ngon à. Vừa ăn ớt này vừa ăn. Cái này nãy thì ướp với xả với muối mà không có ướp tỏi. Hồi bình thường á thì đừng có ướp tỏi, nay không ướp. Cái này xả ớt rõ thơm. Vậy sao mình không mua cá lù đù về mình chiên xả ha? Có ai làm vậy không? Có chứ. Có chứ. Người ta chiên người ta có ướp xả cá lù đù á. Tại vì không thấy người ta bán. Mà cũng không nghe nói nha. Tấm thịt quá à. Thơm lắm á. Có ăn có ớt nghệ nữa. Ớt nghệ không ngon. Nghệ gì không phải. Phải xả ớt. Nghệ thôi á. Tại mình ở đây không biết ăn nghệ. Người Bắc á. Người ta ăn gì nó trung cũng... À. Người Trung. Ta ăn gì nó cũng phải bỏ nghệ vô á. Món nào cũng vậy á. Bắc cứ canh gì cũng nghệ, canh chua còn nghệ mày không. Mà gì không thích nghệ. Cái đó ăn tốt lắm. Liệu đông nghệ thì ăn nó tốt thiệt nhưng mà gì không thích. Ớt dễ nghệ không thích. Chỉ có bánh xèo. Nãy mà mình bị bao tử á. Mà mình đâm nghệ tươi mình uống á. Uống. Cứ uống ối, uống ối. Cái đó rồi nghệ đậm đặc mà nó hôi dữ. Hôi á, cái người nghệ hôi chịu không nổi. Người ta biết cách làm nó không có bị hôi. Người ta cháy rồi thì không, nó không có hôi.
lâu quá không ăn cơm, giờ ăn cơm ngon quá. Ăn với cá này là ngon. Chứ hồi không ăn cơm hay ăn gì? Mì tôm. Mì tôm không hả? Mì tôm ăn bánh mì. Mì tôm sống luôn hả? Mất công chuyện đi ngoài đường nhiều. Tại chị Hai á, chở lên đảnh á, lại nhiều khi chị mất công chuyện. Cái mình nấu ăn dưới đây nè, mình hỏi chị là cho chị chạy ra ăn, rồi chị nói chị không ăn không. Nên là cho rảnh, ví dụ như đói giờ nào thì kiếm gì ăn đại, ăn đại gì đó thì chị chạy đi à. Nhiều khi á mình hỏi chị á là ăn chưa để mình đem lên, thì chị nói chị ăn rồi. Có mình ăn không bao nhiêu. Có mình ăn không có nhiều mà dọn dọn dẹp nấu nướng cực quá. Muôn tô ăn hết. Đó. Ở nhà có tiệm bán cơm. Mà có mình cũng chạy qua đó nè. Lần nào ăn cơm với cá này mình cũng ăn nhiều á. Nó gọn. Ăn cơm với cá này là ăn nhiều à. Ngon mà dễ ăn. Không cần canh, không cần gì, ăn cơm với cá không. Ăn được cá khô hơn. Nồi đang dính vàng á. Nó bò nó dính vô mắt nó chết luôn á. Bò đá vô mắt hả? Đá vô mắt đó. Chai luôn, chai cũng chết luôn á. Nó chưa lè mà chưa cắn ăn, nó cắn một cái là chết luôn á. Không có mở mắt ra được rồi. Hồi đó cái mặt tiền nè, ngay đây nè, tới giờ là nó đỏ thẹo rồi. Hồi đó leo cây xài bị kiến vàng nó cắn vô xong rồi nó mới đái lên nữa. Mà cái nước đái của nó có axit á, nó lỡ tại quầy nguyên cái mặt ngay đây luôn nè. Là tưởng đâu là bị hẹo lớn, bị hẹo luôn rồi đó. Tiền sao chứ hả? Vì nó cắn vô cái muốn xỉu luôn á. Thì nó đau gắt lắm. Cắn nó đau như lớp mà cắn lớp mà nó đái ra đâu á. Ừ. Nhỏ mẹ khánh phá một người. Mẹ khánh lấy kim chết chị chỉ chỉ vô một người. Xong cái đó. Bắt một kiến vàng ngắt cái đít. Cái lần để lấy cái nước trong cái đít nó tha lên chỗ đó. Mấy ngày sau nó lọt ra. Hồi đó là vậy đó, mẹ làm vậy đó. Hồi nó nhỏ xíu á. Cái nước đáy của nó giống như là axit non vậy. Nó ra không chịu nổi luôn. Nó chua cái mùi nó. Nó cắn cái nước đáy đó tốt lắm. Mình ăn tốt lắm. Có đó. Cho ăn cơm nè. Quá. Qua ăn thử, qua ăn thử từ ngày thứ tư mở nhà hàng luôn. Nhà hàng đồng quê ít thôi chị ba, nhiều dữ hả? Ăn riêng thôi khỏi mất công mới nữa. Xin mời cả nhà, nãy giờ mình mới đi đám ở ngoài Bắc Một về, về xong rồi về rồi tắm rồi mới ra này. Có xin mời mà tôi chứ mày đâu rồi cũng đông. Sáng không có ai mà giờ cũng đang cũng có lai rai mấy giờ ngoài cỡ 40 người á. Đến ba mà tối đông nữa. Đến nay lai rai á. Tối người ta đi làm mà về á, cái người ta chạy vô người ta ở chơi tới tối tới chôn luôn. Ngon khí lắm. Bình thường cũng có ăn ngon đâu. Vậy ăn ngon à? Không có rồi. Vợ qua phòng nhỏ vậy sao chừng bón lớn rồi lên nhẫn ăn riết nó qua. Ăn rồi ông được ăn riết nó cũng quen. Giờ là ăn không ăn ngon hơn rồi đó, nhiều rồi đó. Vậy chứ sao mới ngon. Được. Không biết sao, vậy sao mới ngon quá. Tôi nói là ăn dở đâu.
ý là anh nói hạnh nè. À dạ. Ý là có đầy đủ gia vị vô thì nó mới ngon. Hiểu không? Canh mà thiếu hạnh thiếu tiêu cũng đâu ngon đâu. Đó mà ăn cơm mà hay ăn, nhưng mà đến qua là qua ăn có hạnh quá sẽ không ngon. Thì thay miếng thấy là dở dở cho qua ăn. Ai cơ thể nó chưa chịu được chứ vài bữa chừng hồi đó cũng vậy, gì tự nhiên vài năm sau là tự động ăn được à. Vài năm sau là tự động cái cơ thể nó không có cảm thấy hôi nữa, tự nhiên sau đó bụng mới chịu được tại cái này kiếm hàng ăn quả tại không ăn nên nó đói chứ sao tự nhiên đói được. Sáng giờ ăn trái chuối rồi, có trái chuối từ sáng tới giờ mà chú nó nếp ăn rồi. Đậu cá thì coi vậy chứ nó sướng, nó mèo mèo á, nhai luôn cũng được nữa. Tự nhiên nó bụng quá trời luôn. Bữa hôm nay đâu có gì đâu. Đúng rồi, bữa nay thấy chị Hai ăn nhiều giống như là chết đói vậy. Thường thấy chị Hai ăn đâu có nhiều dữ. Tại tiền làm ngon quá. Còn canh đằng đẵng ăn đại, còn canh ăn khá mức nữa. Món nào cũng ăn đi. Còn canh ăn hết đi hoài. Nói muốn ăn lúc bỏ tay người. Người ta có lòng tốt vậy mà nghĩ sao xấu. Hồi clip của Tiền tới đây cũng đã hết rồi. Cảm ơn ông bà cô chú anh chị và các bạn đã xem hết clip nha. Còn bây giờ thì cả nhà Tiền xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.